muốn trở thành con nhà tài phiệt thì chỉ cần giết chết con trai nhà đó, sau đó lấy luôn danh tính của hắn là được. Chuyện như này Ripley rất giỏi, năng lực mô phỏng của cậu rất đỉnh, chỉ cần nhìn người ta đánh đàn thì đã có thể đàn theo. Mô phỏng chữ ký của người khác thì ngay cả chuyên gia cũng không nhận ra. Đỉnh của Chop, ngưỡng mộ thật. Ripley là một chàng trai làm thêm bình thường. Có một lần khi đang làm việc, cậu vô tình quen biết được một ông chủ siêu giàu. Khi đó cậu đang mặc chiếc áo đại học Princeton đi mượn. Ông chủ tưởng rằng cậu là học sinh trường đó, vì thế hỏi Ripley có phải học cùng trường với con trai mình không. Cậu quen con trai tôi à? Ripley còn chưa kịp nghĩ gì đã nói là có quen. Kết quả mấy ngày sau, Greenleaf lại tìm đến cậu, bảo cậu giúp đỡ mình một việc. Cậu con trai mãi không về nhà, ông muốn Ripley đi Ý, khuyên con trai của ông mau về. Ông Greenleaf thề nhất định sẽ cho cậu một khoản lớn, nhưng con trai của ông nhìn như nào Ripley còn không biết. Cả mặt cậu đờ ra, nhìn thấy cậu không nói gì thì Greenleaf quay người đi. Ông cho rằng Ripley đã đồng ý, không còn cách nào, cậu chỉ có thể nhận nhiệm vụ bay về phía nước Ý. Đầu tiên phải hiểu rõ sở thích của Dicky, sau đó tạo ra một sự gặp gỡ bất ngờ. Trên bờ biển, Ripley trả vờ làm bạn học của Dicky, sau đó nhiệt tình chào hỏi, hello người anh em. Dicky không hề nghi ngờ mà hỏi Ripley đến đây để làm gì. Cậu bèn nói còn làm gì nữa, đến để hưởng thụ kỳ nghỉ. Dicky cười ầm lên, nhìn cậu trắng thế mà đòi đến để nghỉ ngơi. Ripple rất ngượng ngùng, nhưng rất nhanh thì cậu đã thay đổi kế hoạch, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Tôi đến đây vì bố cậu bảo tôi đón cậu về nhà. Dicky lập tức đổi mặt đuổi Ripley đi. Khi cậu đang định dọn đồ về nhà thì chiếc túi đột nhiên bị rách, bên trong rơi ra cả một đống đĩa. Dicky nhìn thấy thì rất kinh ngạc, ôi cậu cũng thích ông này à. Ripley bèn nói ra một đống thông tin liên quan. Dicky rất vui, bởi vì anh cũng vậy. Và thế là hai người trở thành bạn tốt của nhau, đưa Ripley đến sống trong biệt thự, cùng nhau ngồi du thuyền, ăn chơi nhảy múa, lái xe máy. Ripley chưa bao giờ hưởng thụ cuộc sống như vậy, cậu thật sự xem Dicky là bạn của mình. Mãi cho đến hôm đó, một thi thể của người phụ nữ phiêu dạt trên mặt biển, đây chính là người tình của Dicky. Sau khi bị đá thì cô ấy phát hiện mình đang mang thai, không còn cách nào khác cô bèn nhảy biển tự sát. Dicky sợ chuyện này sẽ bị làm lớn, nhưng Ripley thề rằng mình sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng Dicky sao có thể dễ dàng tin vào một người. Anh rủ Ripley đi ngắm biển, cậu bắt đầu vẽ ra tương lai. Nhưng Dicky nghe có bút mất kiên nhẫn, anh ta mắng cậu là đồ ký sinh trùng, chỉ biết lấy tiền của mình để sống, bảo Ripley mau cút đi. Cậu ngạc nhiên vô cùng vì Ripley thật sự có tình cảm với Dicky, nhưng ai ngờ anh ta lại nghĩ cậu như vậy. Hai người cãi cọ ầm lên, Dicky càng mắng càng nhiệt, mà lời nói của anh ta đã khiến Ripley không nhịn được nữa. Cậu cầm lấy cái chèo thuyền đánh vào đầu Dicky, một nhát, hai nhát, ba nhát, cho đến khi Dicky không còn hơi thở. Ripley thật sự rất sợ, cậu cho chiếc thuyền chìm xuống đáy biển, sau đó một mình bơi lên bờ. Từ trước đến nay cậu chưa từng giết người, nên cậu rất sợ hãi. Khi chạy về lấy chìa khóa ở quầy lễ tân, thì người đàn ông này trực tiếp nói ra tên của Dicky. Hóa ra ở bên Dicky đã lâu, nên cậu ta đã mô phỏng cả anh. Đến ngay cả lễ tân cũng nhầm cậu thành Dicky, cứ như vậy đã thúc đẩy suy nghĩ trong cậu. Ripley quyết định lấy thân phận của Dicky để sống tiếp. Đêm đó Ripley lấy hành lý của Dicky, đi đến một thành phố khác. Cậu thay quần áo của anh và tháo kính xuống, hơn nữa còn dùng tiền của Dicky để mua một căn phòng sang trọng. Khi về phòng, cậu gọi điện cho quầy lễ tân, bảo họ đưa đến phòng 1364 một bình rượu. Mà phòng 1364 chính là căn phòng mà Ripley lấy thân phận thật để thuê. Cậu làm như vậy là để ngụy tạo, cứ như thể Dicky vẫn còn sống. Rất nhanh thì nhờ có được thân phận của Dicky, Ripley quen được một cô tiểu thư. Hôm đó họ cùng nhau đi xem nhạc kịch. Khi nghỉ ngơi giữa giờ thì một cô gái gọi Ripley, hóa ra đó là vị hôn phu của Dicky. Ripley vội vàng đeo kính lên, sau đó lại về lại anh chàng làm thêm. Matt hỏi tình hình của Dicky, bởi vì sự rời đi đột ngột của anh khiến cô rất lo lắng. Ripley nhìn cô gái đang nói chuyện với mọi người đứng đằng xa thì lo lắng thân phận bị bại lộ. Cậu bèn nói với Matt, hôm nay gặp nhau ở quán cà phê vào lúc 2 giờ, tôi sẽ nói kỹ với cô. Matt bèn gật đầu. Lúc này vở kịch cũng chuẩn bị bắt đầu, Ripley lại tháo kính ra, sau đó trở thành Dicky. Cậu đưa Meredith rời khỏi đây, còn đưa cô về nhà. Trên đường đi Ripley rất tiếc mà nói rằng cậu vẫn chưa quên được vị hôn thê của mình. Tôi không thể lừa em, tôi không thể ở bên em nữa. Meredith lo lắng vô cùng nhưng vẫn đồng ý chia tay. Ripley lại nói thế này, ngày mai 2 giờ mời em uống cà phê, coi như là lời từ biệt cuối cùng. Meredith đã đồng ý. Hôm sau Ripley sớm đã ở quán cà phê thăm dò tình hình. Meredith và Matt gặp mặt nhau. Meredith hỏi cô cũng đến tìm Dicky ư? Matt kinh ngạc, cô cũng vậy ư? Cô nói đúng vậy, hôm qua chúng tôi còn cùng nhau xem nhạc kịch. Hóa ra là như vậy. Matt đương nhiên cho rằng Dicky có niềm vui mới nên đã bỏ rơi mình. Cô đành đau lòng rời khỏi đây. Sau khi giải quyết được chuyện của Matt, Ripley lại thuê một chung cư rất sang trọng, cuộc sống sống vui khỏi nói. Bây giờ cậu càng giống Dicky, nhưng rất nhanh thì bạn của anh đã tìm đến. Freddy cảm thấy rất lạ, rõ ràng hai người còn hẹn nhau cùng đi trượt tuyết, nhưng lại đột nhiên biến mất. Và thế là hắn ta tìm đến đây. Chung cư này là lấy danh nghĩa của Dicky thuê. Freddy hỏi Ripley ở đâu, cậu bèn nói anh không ở đây. Hắn nhìn vào cậu cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì có cảm giác như Ripley ăn mặc rất giống Dicky. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều hơn mà rời đi luôn. Khi đi đến cầu thang, Freddy gặp được bà chủ, vì thế hỏi bà cho gặp được Dicky không. Bà nói rằng đã nhìn thấy anh, vừa nãy còn đang ngồi trong phòng piano. Sao lại có thể như vậy được? Freddy bắt đầu nghi hoặc. Lúc này Ripley ngó đầu ra quan sát tình hình, bà chủ nhìn thấy bèn gọi tên của Dicky. Freddy nhìn một cái thì hiểu ngay tức khắc Ripley đã giả danh Dicky, vì thế hắn quay lại tìm cậu, kết quả lại bị đập đến chết. Đây là lần thứ 2 Ripley giết người. Cậu nhét thi thể lên xe, nhân lúc trời tối vứt ra ngoại ô.
Hôm sau cảnh sát đến điều tra, Ripley vốn định dùng những lời nói chuẩn bị sẵn nói cho cảnh sát, nhưng ai ngờ cảnh sát nói, họ đã phát hiện bên bờ biển, một chiếc thuyền bị chìm, chiếc thuyền đó được Dickie mua lại rồi. Ripley cảm thấy hoang mang, có vẻ như chuyện giết người sắp bị bại lộ, cậu bèn trốn đến một thành phố khác, nhưng trước khi đi, cậu đã làm một chuyện. Đó chính là lấy danh nghĩa Dickie, viết một bức di thư, thừa nhận là anh đã giết bạn của mình, vì để đền tội nên anh đã quyết định tự sát. Cuối cùng còn ở trên tờ di chúc đó, mô phỏng chữ ký của Dickie, bức thư này đến cả chuyên gia giám định cũng không phát hiện dị thường, vì thế cảnh sát rất nhanh kết án. Họ chắc chắn rằng Dickie đã giết Freddy, sau đó tự sát đền tội. Nhưng bố của Dickie không tin, ông phát hiện trước khi cậu tự sát, hơn nữa còn đổi một tờ chi phiếu rất lớn. Một người tự sát còn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chuyện này nhất định còn rất nhiều nghi hoặc, Matt cũng cảm thấy như vậy. Cô tìm đến Ripley âm thầm điều tra, phát hiện ở trong nhà cậu có nhẫn của Dickie. Anh từng nói, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tháo nhẫn xuống. Câu chuyện này khiến Ripley rất hoang mang. Bây giờ cậu có lẽ chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ripley ở trong bồn tắm, điên cuồng tìm kiếm dụng cụ gây án, sau đó tìm được một con dao nhỏ. Lúc này Matt cảm thấy nguy hiểm, nên đã rời đi. Ripley tiến lại gần cô, nhìn thấy chiếc túi áo dính máu, thì run rẩy. Ripley rất căng thẳng, anh không hề muốn giết người. Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, hóa ra là bạn thân của Dickie. Nhìn thấy có người nên Ripley đã thu tay lại. Hôm sau Matt nói chuyện này cho ông Greenleaf nghe. Ông tìm đến Ripley, sau đó bảo cậu nói chuyện với luật sư. Luật sư bảo sẽ cho cậu 3 triệu đô, chỉ cần Ripley có thể giữ bí mật mãi mãi. Hóa ra Dickie từ nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực, khi đi học suýt đi thì đánh chết bạn. Vì vậy họ xem chuyện này là do Dickie giết người, nhưng anh không hề tự sát, mà là lấy tiền chạy trốn. Luật sư rất chắc chắn chuyện này. Sau khi Ripley biết được sự thật, vì danh tiếng của gia tộc, ông Greenleaf đưa cho Ripley một đống tiền. Cậu ngơ ra, lại còn có chuyện tốt như vậy hay sao? Vì thế vui vẻ cầm tiền rời đi. Cậu đưa Peter cùng nhau bỏ trốn. Cuối cùng thì cũng không cần ngụy trang, mà có thể trải qua cuộc sống có tiền rồi. Nhưng điều bất ngờ thì thường đến khi ta không ngờ đến. Ngày trước dùng thân phận của Dickie, theo đuổi được cô gái nhà giàu nhận ra cậu ở đây, bèn gọi cậu là Dickie. Ripley rất ngượng ngùng, cảnh tượng này đã bị Peter thấy hết, nhưng anh không hề lật tẩy cậu, mà là về lại phòng. Khi Ripley đến mở cửa ra, thì đã nói ra tất cả với anh. Cậu đã đóng giả Dickie để giết Freddy, sau đó tự nhiên có được 3 triệu đô. Ripley lại gần Peter, sau đó dựa lên người anh, sợi dây trong tay nắm thật chặt. Ripley biết khi mình đang nói dối thì cậu không còn cách nào thu tay nữa. Cuối cùng Ripley tự tay giết chết bạn mình, sau đó thất thểu về phòng mình. Nói dối chỉ có không lần và vô số lần, giết người cũng vậy, lần nào cậu cũng dùng lời nói để chạy trốn, mỗi lần đều thoát được. Cuối cùng thứ đón nhận anh là bóng tối vô tận.